Rồi, cơ khí Nam Bon xin mến chào cô chú chị các bạn. Hôm nay mình quay tiếp tục cho cô chú chị các bạn xem tham khảo về con máy Kuta 301. Bây giờ đã gấp đấu đầu vô xong lên về luôn. Còn khâu lên về gắn qua lăng. Để đi đường dây điện dây bên nhớt mà lại xong nha. Con máy này của anh Trực Hòa Lợi 30 giao, bữa nay 29, ngày mai là 30 đó. Tranh thủ bữa nay là mai giao. Gan này xưởng cải tiến lại nha các bạn, cải tiến lại là chạy nhẹ máy và không dính gà dính gơm mà trộn gà luôn, trộn gà thật đẹp. Còn đây là cái đùi của Kuta 301 này đang chuẩn bị lên các bạn. Là 301. Thôi mà thông cảm với bồ, đi hoài với bồ. Rồi mình mời các bạn xem tiếp.
xưởng dần hai cái nền. Đây, đây là cái đích, cái dàn đích của bên bên bông của dân ma 3000, dân ma 43. Đây là đã để sẵn đây nha. Cái đời dân ma 43 này cái cốt đùi nó dài hơn 3000 chút các bạn. Dài hơn có tắc. Máy này của anh trai Bạc Liêu giờ công đoạn nó cũng làm được cái khớp trước này, khớp này nó còn một cái nọng nữa nghe, cái nọng nữa. Đây cái đầu máy của anh trai đây. Và tiếp theo mình mời các bạn xem cái đích Kota ba là anh Lợi Quanh. Anh Lợi Quanh bây giờ đang vô cái khớp này, còn công đoạn đang làm cái hộp sọ nha, làm cái hộp sọ để mà gáp vô. Đây là hệ thống của nó nè, đằng số này là gin của nó nè bạn. Nhiều số giống như xe tải vậy đó, để tới để lui, cá tới cái lui, gạt lên gạt xuống. Xưởng làm mùng 30 giao con, mùng 2 giao con. Mùng 2 giao con cô ta Lợi Quanh này, con này là mùng 2 giao, cái con đang đứng ở trong đó là 30 giao, bữa nay 29 năm lịch, 30 là giao con đó. Rồi vậy có khí năm bon cũng xin chúc quý khách và cô chú chị các bạn ngày mới tốt lành nha. Nhớ cho cơ khí Nam Bon xin một đăng ký và một chia sẻ để mình có động lực làm video về sản phẩm của cơ khí Nam Bon nha. Xin hẹn lại video sau. Bye bye.